xin kính chào quý vị và các bạn Ngày hôm nay do tiếp tục chịu ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và dòng xiết trên cao nên bao trùm lên toàn khu vực Bắc Bộ vẫn là kiểu thời tiết mưa và rét. Từ sáng sớm nay, bầu trời đã duy trì trạng thái nhiều mây và âm u, nhiều nơi có sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, ít nhiều gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân địa phương, đồng thời độ ẩm trong không khí tương đối lớn. Tại các tỉnh vùng núi cao, trời rét cả ngày lẫn đêm và các tỉnh ven biển Trung Bộ, ngày hôm nay mưa đã giảm hơn về diện và lượng. Tuy nhiên thì tại các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Do chịu ảnh hưởng của dòng xiết hạ thấp, trời vẫn có mưa rải rác và nền nhiệt vẫn duy trì ở mức rét về đêm và sáng với nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng 20 độ. Lui xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết khá thuận lợi, phổ biến ít mưa, ngày có nắng vừa phải, nhiệt độ ngày đêm dao động từ 20 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và 24 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Vào đêm nay tại các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức thấp từ 15 cho đến 18 độ. Đặc biệt tại các vùng núi cao như Sapa, Mẫu Sơn, Tam Đảo trời sẽ rất đậm với nền nhiệt thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ. Sang đến ngày mai do không khí lạnh và dòng xiết trên cao suy yếu dần nên tại bắc bộ mưa sẽ có xu hướng giảm dần chỉ có mưa và mưa nhỏ về đêm và sáng. Ban ngày trời vẫn nhiều mây tuy nhiên lượng mây không dày. Vào thời điểm trưa chiều có lúc trời giảm mây và hứng nắng nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ngưỡng 26 đến 28 độ với các tỉnh ven biển trung bộ do đời gió đông bắc suy yếu nhanh nên mưa sẽ giảm hẳn và chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối, ban ngày có nắng nhẹ nên nhiệt có xu hướng tăng lên và tăng dần từ bắc vào nam. Các tỉnh từ thanh hóa cho đến hà tĩnh nhiệt độ giao động trong khoảng 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ quảng bình cho đến bình thuận nhiệt độ phổ biến ở mức 27 đến 29 độ. Một số nơi nhiệt độ còn sắp xỉ 30 độ. Ở khu vực phía Nam nước ta, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ mùa khô và chưa chịu tác động mạnh mẽ nào của các quá trình hoàn lưu khí quyển nên thời tiết vẫn phổ biến ít mưa, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi mang tính địa phương vào chiều tối và đêm với lượng không nhiều. Ban ngày trời xuất hiện nhiều nắng nên nhiệt độ ít thay đổi so với 24 giờ trước. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo chi tiết cho từng khu vực trên cả nước vào ngày mai 30 tháng 11. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 21 cho đến 24 độ. Riêng Điện Biên và Lai Châu nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong khu vực là từ 16 cho đến 19 độ. Khu vực phía Đông Bắc bộ trời nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 cho đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 13 cho đến 15 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 cho đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31 cho đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ban ngày trời có nắng, chiều tối và đêm sẽ có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 26 độ. Phần cuối bản tin là những thông tin thời tiết cho khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ trong ngày là từ 26 cho đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 4, cấp 5. Biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng 25 cho đến 26 độ. Như vậy là trong 24 giờ tới, thời tiết tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, Nờ, trời rét. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa vài nơi, các khu vực khác ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Xin chúc quý vị sẽ có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại!